công lập, có nghĩa là bức hoành phi này được làm vào ngày lành đầu mùa đông, chiều vô phải định, năm thứ 8. Và khi mà ông của được ban bức hoành phi thì có cho khắc hai câu đối khắc chìm vào đá ở hai bên cửa, thể hiện cái ý nghĩa của bức hoành phi. Câu đối ở phía bên phải là môn cung xài huyễn gia tăng phúc thọ, có nghĩa là cánh cửa của gia đình được ban là mãi mãi được hưởng phúc thọ. Bên trái là thiên khai hoàng đạo đường hiện trinh tường, có nghĩa là đất trời mở rộng, đường hoàng đạo thể hiện rõ sự may mắn đó. Rồi em bắt đầu bình vào bên trong. Còn chiếc tiêu khu vực đây ạ, là nơi mà quân chính thức có công để xét xử những vụ án liên quan đến dân. Và thời điểm bây giờ thì ông sẽ ngồi ở vị trí này, ở đây người ta có bố trí một cái ghế, hai bên dọc là có lính gác. Còn những cái phạm tội thì họ sẽ quỳ ở dưới xuống đất tạm biệt. Ngoài ra thì khu dinh thự của mình cũng được công nhận là di tích quốc gia là từ năm 1993, khi mà con cháu của dòng họ Vương người ta vẫn đang còn sống ở trong khu dinh thự đã được công nhận là di tích. Cho đến năm 2003 thì con cháu họ mới chuyển sang ngoài cầm sống để người ta hiến tặng, là họ tặng dinh thự này cho nhà nước. Khi đó nhà nước mình mới đưa vào chủ tư và lúc ấy thì mới đưa vào lòng khu dinh thự. Rồi em vào đà vào thăm khu vực trung dân. Cầm vua mèo lên chẳng thì nói bao nhiêu vớ em nhỉ? Sắp đến phần quan trọng rồi ạ. Chẳng nhiều đó. Nhiều đó, chờ hoài. Đó, có biết 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 rồi không đi chứ. Mà vô thì cũng bao nhiêu hết. Mở nhiều nào là ông làm bao nhiêu, ông cứ được nhiều đây. Ở đây đó hả? Dạ, bên này đang con cháu ạ. Còn khu vực phía bên trong này là khu vực trung dinh, đây là khu vực chính của dân thượng, cũng là nơi họ để thờ cúng tổ tiên. Phía bên cạnh bên này, ở đây có một số bức ảnh của vua Vương chính thức cùng với vợ con của mình. Ở vị trí này ạ. Ông đây đó hả? Vâng, đây chính là hình ảnh của ông vua mèo Vương chính thức. Ở đây thì ông có cầm một cái tàu hút thuốc viện, tức là ông có hút thuốc viện ạ. Và ông của Vương chính thức ạ, tên dân tộc của ông là Vàng Dúng Lùng. Ông sinh năm 1865, mất 1947, là người dân tộc Mông ở tại Sa Phên, khi mất ông thọ 82 tuổi. Và ông ấy có ba vợ ạ. Ở vị trí ảnh đây ạ, và đây là hình ảnh của bà vợ cả. Bà vợ cả bái là người dân tộc Mông và bà có nhiều hơn ông là 14 tuổi. Và trước kia thì người Mông ở trên này ạ, người ta lấy vợ hơn tuổi bởi vì người phụ nữ và gia đình họ phải lo khá là nhiều những cái công việc lớn trong gia đình nên là người ta lấy vợ hơn tuổi. Còn vị trí ảnh này hoàn toàn là không có ảnh của vợ hai, bởi vì bà vợ hai bài sinh toàn con gái và cái tư tưởng trọng nam khinh nữ thì nó rất là nặng nề. Chính vì thế bà này bà ít khi được nhắc đến, không được chụp ảnh. Còn ở đây ạ, là hình ảnh của bà vợ ba. Ba bà vợ của ông thì có sinh trong được 4 người con trai. Bà vợ cả có sinh trong được ông Vương Chí Tinh là con trai cả, cùng với lại ông Vương Chí Sình, người ngồi ở vị trí nơi đây ạ, chính là con trai thứ hai. Bà vợ ba thì có sinh trong được ông Vương Chí Trư là con trai thứ ba, cùng với lại một ông nữa là ông Vương Chí Châu, nhưng mà ông Vương Chí Châu này cũng đã mất từ nhỏ. Ông của Vương Chính Đức, ông ấy là một người có cái tư tưởng rất hiện đại nên là có cho cả ba người con trai của mình là đều được đi du học. Ông Vương Chí Tinh cũng như ông Vương Chí Trư này là du học ở Pháp. Còn ông Vương Chí Sình, con trai thứ hai, thì có du học ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Và về sau này, người được ông Vương Chính Đức chọn kế nhiệm là ông Vương Chí Sình, ông con trai thứ hai. Bởi vì ông Vương Chí Sình là người có cái tư chất nổi trội hơn, vì ông ấy giỏi hơn nên được chọn là kế nhiệm. Nhưng mà kế nhiệm ở đây mình có thể hiểu theo cái nghĩa ông Vương Chí Sình sẽ thay cụ Vương Chính Đức đi làm cách mạng và đi theo con đường cách mạng sau này. Bởi vì đến thời của ông Vương Chí Sình lúc đó thì hết cái chế độ thổ ti phong kiến. Ở đây người ta đi theo cách mạng là từ năm 1945 rồi. Vì vậy chỉ có một ông vua mèo duy nhất đó là cụ Vương Chính Đức, cũng là người xây dựng nền kinh tế khu dinh thự ạ. Và còn để nói một chút về ông con trai thứ ba, ông Vương Chí Trư. Ông Vương Chí Trư này là một người cũng rất là giỏi. Ông ấy là người đầu tiên có chiếc xe mô tô đi trên đất Đồng Văn này. Thứ hai cũng là người biết sửa chữa về cơ khí máy móc hỏng giỏi nhất thời bấy giờ. Nhưng mà cũng do là sau khi ông ấy đi du học bên Pháp về thì ông Vương Chí Trư có bị bệnh, sau đó bị câm điếc hoàn toàn về sau này. Chính vì vậy hiện tại dưới cổng có 6 hộ gia đình người ta sống đối diện, ở đó là con cháu hậu duệ thuộc nhánh thứ ba, nhánh của ông Vương Chí Trư, nhánh của họ vẫn đang còn sống ở lại. Còn các cháu thuộc ngành cả của ông Vương Chí Tinh thì người ta cũng đã thoát đi Hà Nội, Sài Gòn, Mỹ, Đức từ sau cách mạng.
Và con cháu thuộc nhánh thứ hai của ông Vương Chí Sinh mà mình còn gọi là cháu đích tôn thì người ta cũng đã thoát đi sang Canada vào năm 1989. Chỉ có nhánh thứ ba là nhánh duy nhất họ sống ở trên này, khi đó là để người ta thờ cúng ạ, cũng như để họ gìn giữ khu dinh thự ạ. Rồi còn phía bên trong khu vực này ạ, cũng được bố trí phòng ở cho ba vợ. Ở đây là có phòng ở của vợ cả, vợ hai, vợ ba. Ba bà ông ấy bố trí sống tại khu vực này luôn. Rồi còn đối diện cũng có một số bức ảnh ạ. Có một bức ảnh rất là lớn đấy ạ, là bức ảnh của bác Vương Quỳnh Sơn, là cháu đời thứ tư của bà Vương. Trước kia thì bác Vương Quỳnh Sơn có làm chuyên viên cao cấp ở Ủy ban Mặt trận Dân tộc Miền Núi ở Hoàng Cầu, Hà Nội. Và ở dòng họ Vương mình, người ta có một cái rất là đặc biệt, họ có dùng 7 tên đệm để phân biệt giữa 7 đời. Đầu tiên sẽ là Chính, sau đó là Trí, Đình, Quỳnh, Duy, Văn, Lập. Hết 7 đời này thì họ bắt đầu từ Chính quay trở lại. Dạ. Rồi còn bên này ạ, có một số bức ảnh của ông Vương Chí Sinh, người kế nghiệp của Vương Chính Đức. Và về sau này thì ông Vương Chí Sinh, ông ấy có 5 bà vợ. Bà vợ cả, vợ hai của ông là người Mông, bà vợ ba là người Trung Quốc, còn bà tư, bà năm của ông này là người Kinh. Ông này có nhiều vợ ạ, có 5 bà, nhưng mà chỉ có một con trai duy nhất của bà vợ năm. Ông con trai duy nhất có anh hồi nhỏ, ông này là ông Vương Đình Thọ. Trước đây thì ông Vương Đình Thọ sống ở 55 Hàng Đường, Hà Nội. Sau này vào năm 1989, ông ấy cũng chuyển sang Canada định cư. Dạ còn ở dòng họ Vương mình, người ta có rất là nhiều những cái đóng góp vào cách mạng. Nhưng mà hiện tại thì mình chỉ nhắc đến cái đóng góp tiêu biểu nhất là vào năm 1945, khi mà Bác Hồ nhận thấy được vai trò của cố Vương Chính Đức ở vùng biên giới, thì Bác gọi cho hai cán bộ Việt Minh lên để giác ngộ cách mạng. Sau khi cố Vương Chính Đức được giác ngộ thì có tham gia cùng với cách mạng là đánh đuổi quân Nhật ở vùng trên này. Khi đó là ông cũng giành được chiến thắng. Ngoài ra vào năm 1946 là những cái năm mà miền Bắc Việt Nam mình đang phải tránh qua nạn đói, thì cố Vương Chính Đức cũng có quyên góp cho cách mạng là 9kg vàng và 22.000 đồng bạc hoa xòe. Một số cái vũ khí và thuốc phiện của gia đình người ta có quyên góp cho cách mạng. Vào thời điểm đó thì ông Vương Chí Sinh, ông ấy có cử Bác Vừa Mí Kẻ áp tài cái số tài sản này về Hà Nội cho cách mạng. Bác Vừa Mí Kẻ, khi đó thì Bác chỉ làm giám mã chân ngựa cho ông Vương Chí Sinh. Sau này vào năm 1956, có thay ông Vương Chí Sinh giữ chức Chủ tịch huyện Đồng Văn. Và Bác ấy còn là đại biểu Quốc hội khóa 2 cho đến khóa 7 của đất Việt Nam mình. Khi là đại biểu thì Bác giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tuyên. Và hiện tại có Bác Vừa Mí Kẻ này là nhân chứng lịch sử duy nhất còn sống. Bác đang sống ở thành phố Hà Giang, năm nay cũng khoảng gần 90 tuổi. Dạ còn sau cách mạng tháng 8 thành công thì Bác Hồ có cho mời cụ Vương Chính Đức về Hà Nội. Lúc này do là tuổi của cụ Vương Chính Đức cũng khá là cao rồi nên là cụ không đi được. Cụ cùng với lại bộ tham mưu một người mèo cử ông Vương Chí Sinh đi thay. Khi giống gặp Bác thì ông Vương Chí Sinh, ông ấy thấy Bác có để râu và cũng hơi gầy, cũng như là thể hiện cái sự tôn trọng của mọi người với Bác. Thì ông Vương Chí Sinh có hỏi Bác bằng cụ Hồ. Sau đó thì Bác cũng hỏi lại rằng năm nay anh bao nhiêu tuổi. Ông Vương Chí Sinh đáp: thưa Bác, tôi tuổi Hợi. Sau đó thì Bác có cười và nói: như vậy thì anh hơn tuổi tôi. Tôi phải gọi anh bằng Bác mới đúng. Và chúng ta là anh em cả. Từ nay đừng gọi tôi là cụ Hồ nữa. Và về sau câu chuyện này được mọi người kể lại giống như sự kết nghĩa anh em giữa Bác Hồ và ông Vương Chí Sinh. Và cái tên Vương Chí Thành đẹp là do Bác Hồ đặt cho ông Vương Chí Sinh, có ý nghĩa là trùng tên với Bác là Nguyễn Tất Thành. Dạ còn để nói về ông Vương Chí Sinh ạ, về sau này thì ông ấy không phải là vương, nhưng ông ấy là đại biểu Quốc hội khóa 1, khóa 2 và là Chủ tịch huyện Đồng Văn đầu tiên vào năm 1947. Khi cụ Vương Chính Đức mất thì ông Vương Chí Sinh nên là Chủ tịch đầu tiên của huyện Đồng Văn. Đến năm 1959, ông Vương Chí Sinh về Hà Nội tham gia ở Ủy ban Mặt trận Dân tộc Miền Núi và ông ấy cũng mất ở Hà Nội vào năm 1962, khi mất thì ông thọ 76 tuổi. Và khi ông Vương Chí Sinh mất thì có được con cháu, người ta đưa thi thể về bên thị trấn Phó Bảng để mai táng. 2003 thì họ mới chuyển về cái khu mộ ở đằng trước khu dinh thự của dòng họ này. Rồi bây giờ thì mình có thể ra thăm khu cuối cùng ạ, khu vực học sinh. Cầu muốn đục thế nào cũng được, nhưng mà buộc nó phải ra được cái hình bán nguyệt, chính là hình nửa phần trăm.
Và bể đá này ạ, được dùng cho các bà vợ của cung vương chính đức là dùng để ngâm sữa dê, tức là dùng để tắm mèo. Ông này ông rất là chiều vợ. Và ngày xưa khi còn dùng để tắm để bể đá thì người ta cũng không có phải là đặt ở vị trí này, mà luôn là trong phòng tắm. Bây giờ thì mới chuyển ra đây. Và để ở đây là để cho mọi người có thể là dễ dàng quan sát hơn một chút ạ. Đấy, sữa dê thì khá nhiều. Dạ, còn ở phía bên trên là khu vực cao nhất của dinh thự. Hai cái bên trên đối diện nhau và đó là hai cái lô cốt. Mình có thể gọi nó là những cái bàn quan sát. Ở trong lô cốt này, người ta tạo những cái lỗ châu mai là nơi mà họ bố trí lính gác là để đảm bảo an toàn của dinh thự. Phía tầng 2 là bên kia có phòng ở của cung vương chính đức, đối diện là phòng cung vương chí sinh. Còn phía trước mặt mình ạ, có một cái căn phòng của cung vương chính đức là có dùng để khách. Và có hai cái lan can phía sau này cũng được dùng để bằng, và đó là hai cái lan can sắt cột tháp. Còn ở trong khu dinh thự của mình thì có kho thuốc viện, kho tài sản quý và hai cái lô cốt là những cái vị trí rất là quan trọng. Thì đều người ta xây bằng đá và độ dày của bức tường này nó phải tương đương khoảng 70 cm. Trước kia thì họ không có xi măng để làm chất kết dính như bây giờ, mà người ta phải dùng bằng vôi, bằng biển trộn nước sét. Rồi và bây giờ thì mời đoàn mình ạ có thể là tham quan tự do và em cũng xin được chúc cả đoàn là có thật nhiều sức khỏe và thượng lộ bình an ạ. Và đoàn mình có thể đi theo lối bên này để vào thăm kho thuốc viện, còn đối diện là có kho tài sản. Vì những cái cửa của kho này nó hơi thấp một chút nên là khi mọi người tham quan thì cũng chú ý ạ. Không có điện à? Có điện vậy? Có điện sao vô? Kinh thế này, xưa xây dựng kinh khủng nha. Vua tức đồ bằng đá hay thôi. Vua mèo mới làm. Ôi nhìn cái tường đá thì biết. Được. Đường bom mìn đá không sập đâu. Có thuốc vị đen thui à, không có đèn. Hình như không có điện á. Mọi lần có mà. Ê, có ai có đèn pin không? Chiếu đi sáng rồi. Mọi lần có bóng điện mà. Bật điện lên em. Máy thu viện thì lúc mới mua được cả. Bật điện lên. Này là phòng ăn hả? Phòng ăn hả? Ông ấy lấy chưa được 4 ảnh. Sao đủ? Đủ 4 rồi. Đây. Đào, đi kinh thật. Cũng nhiều. Đấy, còn tàu kho vũ khí không? Anh à, lên rồi, lên rồi. Lên đây rồi, lên đây rồi. Đi ra lên cái. Đây là súng với chẳng bác của Bình Đức này. Ông bị đồ của gia đình. Bị đồ đấy. Chú Trang đấy kiểu gì. Ơ, cần đấy. Đấy. Đây là đồ chắc mỗi người một tủ của tiếp đấy. Mỗi người một tủ tiếp. Chủ gã. Đây là cái trường này này, trong một trường trong nhà cho chính là toàn giữa cửa anh đứng đây bộ đội nhìn đục trường như này nè, tránh ra tránh ra cũng người được nhiều ở cái lá cái ngoái này nó dư là cứ một viên là hất lên một viên úp xuống kia toàn đâu bộ đội đi nhiều kia đâu bát lắm coi thì bát phục vụ đồng văn tầng này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.